Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn là một tarot reader, mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết. Và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem qua điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người đang trong giai đoạn rất là nỗ lực kiếm tiền, ha, chăm chỉ và có sự gọi là cẩn thận, tỉ mỉ. Ừ. Ở đây mình thấy các bạn đang có một cái sự cảm thấy hơi bị thiếu thốn cái điều gì đó. Có thể là bạn bị thiếu thốn cảm xúc. Hoặc là các bạn cảm thấy cô đơn, chống trải trong thời điểm này một số bạn thì mình thấy các bạn được khuyến khích là hãy có lòng biết ơn nhiều hơn bởi vì mình thấy là bạn có nhiều hơn là bạn mất đó và ở đây thì mình thấy vũ trụ còn tính mang đến cho bạn những món quà tươi mới nữa cho nên là bạn được khuyến khích hãy có sự ngẩng cao đầu hãy có sự gọi là ngắm nhìn cuộc sống này một cách lạc quan nhất ha thì những món quà đang được tuôn đổ xuống cuộc sống của bạn rồi và mình thấy các bạn là những người cũng rất là thích làm từ thiện thích chia sẻ thích cho đi thích hỗ trợ giúp đỡ mọi người ừ. thì những cái lòng tốt của bạn sẽ được báo đáp ha à. Ở đây mình thấy bạn có khả năng là đang cần một cái sự giúp đỡ, một cái sự hỗ trợ hoặc một cơ hội nào đó thì mình thấy sắp tới sẽ có cơ hội được đưa ra với các bạn đó. Các bạn được khuyến khích hãy học tập nhiều hơn, nâng cấp kiến thức của mình trong thời điểm này. Hoặc là học thổi từ những cái kinh nghiệm từ những người khác nó sẽ giúp ích được rất là nhiều cho cái thành tựu các bạn đó. Một số bạn mình thấy các bạn là những người có cái sự có hướng tu tập. Các bạn muốn sống một cuộc sống thiện lành, các bạn muốn chia sẻ những cái giá trị cống hiến cho cộng đồng một vài bạn ở đây thì mình thấy có khả năng là bạn là một nhà sáng tạo hoặc là bạn là người có khả năng thu hút những điều bạn mong muốn cho hành sự thật ha có một số bạn các bạn đang mong muốn có một cái sự hòa bình một cái sự gọi là hài hòa hoặc là đoàn kết hơn hoặc là có khả năng là có những cái vấn đề tranh chấp mâu thuẫn gì đó thì mình thấy sắp tới nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa theo cái ước muốn của các bạn nếu như bạn luôn có một cái sự ừm uh, nghĩ về những cái điều bạn muốn nghĩ về cái kết quả tích cực thì kết quả tích cực sẽ đến nha. và mình thấy trong thời điểm này ơn trên đang soi sáng để hỗ trợ cho bạn rất là nhiều về rất là nhiều nguồn uh, kiến thức nè, tài năng hoặc là có một cái sự tin tưởng hơn. Hoặc là sẽ um, hướng dẫn để bạn có thể gặp được những quý nhân hỗ trợ cho các bạn trong cái hành trình này. Có một số bạn đang có những cái dướng dấp liên quan đến pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó ha thì mình thấy mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách êm ái và thuận lợi và ở đây thì mình thấy một số bạn có khả năng là các bạn là những người làm trong lĩnh vực giáo dục hoặc là những người làm trong lĩnh vực gọi là chia sẻ lan tỏa thì có khả năng một vài bạn các bạn rất là muốn làm cái điều gì đó tích cực, tốt đẹp cho mọi người thì mình thấy bạn sẽ làm được đó. Cho nên hãy tự tin vào bản thân của mình, vào cái ý chí, vào cái sự kiên định và cái sự quyết tâm của bản thân bạn ha đồng thời trong thời điểm này thì mình thấy các bạn chỉ nên tập trung vào điều bạn muốn và ngừng suy nghĩ ngừng lo lắng ngừng hoảng sợ ngừng tự ti ha bởi vì những cái cảm xúc này sẽ khiến cho cái nguồn năng lượng của bạn bị tụt giảm và khiến cho bạn khó có thể chạm tới được cái ước mơ mong muốn và khát khao của các bạn ha điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn bạn chưa biết đây mình thấy có thể năng là trong cuộc sống của bạn đang có rất là nhiều người bàn tán về các bạn đó đây là thời điểm mà các bạn cần phải dựt dậy bản thân của mình đừng để những cái lời tác động bên ngoài ảnh hưởng đến cái hành trình phát triển của bản thân bạn ha bạn là một người làm nên được tất cả đó nếu như bạn có một cái sự nhiệt quyết và có sự cố gắng quyết tâm và sự kiên định nhẫn nại kiên trì các bạn đây mặc dù có thể cũng có nhiều người bàn tán nó tới nó luôn nó ra nó vào nhưng bạn được khuyến khích hãy có sự gọi là nâng cao có sự hài hước vui vẻ của mình ha ừ. bạn được khuyến khích hãy có sự gọi là tập trung vào những cái mặt nhẹ nhàng hơn của cuộc sống chắc chắn là có những cái phần của cuộc sống đòi hỏi cái sự quan tâm nghiêm túc của bạn nhưng bạn phải ha, học cái cách tận hưởng niềm vui nữa à, đừng bỏ bê những cái điều mang lại cho bạn niềm vui hoặc là khiến bạn cười ha Bên cạnh những cái lợi ích sức khỏe cho cơ thể, cơ thể cảm xúc và tinh thần của bạn còn gặt hái được những cái phần thưởng to lớn từ nghệ thuật tận hưởng niềm vui đó. Tìm kiếm những người khiến cho bạn cảm thấy tốt hơn về cuộc sống và tránh những cái thái độ hoài nghi và sự bi quan ha. Và luôn nhìn cuộc sống của bạn với một cái sự gọi là thú vị ha, một cái sự phiêu lưu với những cái hoàn cảnh tình huống mới mình chưa biết được nhưng mà hãy công sự sống ở hiện tại và tận hưởng niềm vui hiện tại và đồng thời cảm thấy biết ơn về những gì mình đang có hiện tại ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hãy cố gắng lắng nghe những cái bản nhạc vui vẻ hoặc đọc những đọc những cái câu chuyện hư cấu làm phong phú tâm hồn và cảnh giác với những cái bộ phim truyền hình những cái drama tiêu cực ở bên ngoài khiến cho tâm trạng của bạn trở nên u ám ha bởi vì bạn hãy biết rằng là những người hạnh phúc sẽ thu hút thu hút được những người hạnh phúc và mình thấy các bạn đang thu hút được những cái người chất lượng hơn những người có giá trị hơn đối với cuộc sống các bạn những cái người đồng môn những người gọi là nâng cấp tinh thần cũng như giúp cho bạn có sự đổi mới trong cách suy nghĩ và họ có khả năng tiếp có sự gọi là hỗ trợ cho các bạn tiếp thu được những cái nguồn kiến thức những cái chia sẻ để có thể các bạn có sự gọi là chạm tới cái đỉnh cao của bản thân mình ừ. ở đây mình thấy có khả năng các bạn sẽ có một cái sự bồi dưỡng cái tính kỷ luật của các bạn hơn à. bởi vì ở đây thì um, khi mà bạn có một cái sự um, kỷ luật hơn các bạn nâng cấp sự học hỏi phát triển bản thân của mình ừ. thì đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể đánh giá lại các ưu tiên của bạn và thực hiện các công việc hàng ngày bằng một cái hệ thống quản lý cuộc sống mới à thay vì trở thành một người tiếp nhận thụ động bất cứ điều gì sẽ đến với các bạn ha và cái sự sao nhãn có thể dễ khiến cho bạn sao nhãn công việc của bạn ha. sao nhãn cái sự nhận thức về tinh thần ừ. đây là thời điểm mà các bạn nên có sự sắp xếp hợp lý cuộc sống các bạn lên kế hoạch cho cái đường hướng sắp tới một cách tỉ mỉ cẩn trọng nhất ha. và bạn sẽ có được cái sự hài lòng khi bạn hoàn thành một cái nhiệm vụ sẽ mang lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn là một cái điều gì đó bị trì hoãn ừ. mình thấy các bạn sắp có những cái sự đổi mới bản thân tinh thần và suy nghĩ các bạn à, các bạn trưởng thành hơn sống có mục tiêu hơn à và mình thấy có khả năng là các bạn sẽ đã hoặc đang sắp tới các bạn sẽ biết được cái mục tiêu mục đích sống của bạn là gì ha à, bạn đã chọn tái sinh cho trái đất này vì một cái mục tiêu chính đó là thể hiện cái tình yêu thương trong tất cả những việc bạn làm ừ. Những cái trở ngại của cái chiều kích vật lý này Nó có thể khiến cho bạn bị mất tập trung Khỏi một mục tiêu đó Và rất là dễ bị lạc lối ừ. Và ở đây thì à, Trong thời gian sắp tới Các bạn sẽ tìm kiếm cái điều gì đó Khiến cho tâm hồn của bạn có sự reo vui và hạnh phúc ha. À, Và bạn đang được kêu gọi Để hướng tới Để truyền tải điều tốt nhất Thể hiện sự độc đáo của riêng bạn Ha và có những cái đóng góp để giúp cho cuộc sống này đầy yêu thương hơn. Và nếu như bạn cảm thấy không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình thì đó chính là tâm hồn của bạn đang mách bảo bạn rằng có cách tốt hơn để thể hiện những cái năng khiếu riêng biệt của các bạn ha. Hãy lắng nghe trực giác của bạn. đó là sự kết nối của bạn với tinh thần và tiếng nói của tâm hồn bạn. Ừ. Ở đây mình thấy là những cái diễn biến của sự phát triển bên trong tinh thần của các bạn, mình thấy các bạn sẽ có một cái sự thành thật chân thành hơn, có sự trung thực hơn với bản thân của mình và với những người khác ha à, bạn đều khuyến khích hãy có một cái sự gọi là tuyệt đối trung thực với bản thân của mình ừ. bạn phải phải luôn có một sự thể hiện bản thân một cách chân thực với những người xung quanh à, chỉ bằng cách là chính mình thì bạn mới có thể thu hút được những con người vào hoàn cảnh mà bạn cần để học hỏi để phát triển ừ mình thấy các bạn sẽ có một cái sự dỡ bỏ cái lớp mặt nạ của mình các bạn có sự cởi mở hơn với mọi người và các bạn có sự gọi là thể hiện những mong muốn và khát khao từ trong trái tim các bạn các bạn không có kìm hãm không che giấu nữa ha ở đây mình thấy một cái sự thay đổi lớn đang đến với các bạn thay đổi trong chính con người của bạn hoặc là thay đổi của hoàn cảnh ha à. các bạn hãy hiểu rằng là không có gì có thể phát triển hoặc là tiến quá nếu như không có sự chuyển động cuộc sống của bạn đang có những cái thay đổi hấp dẫn bất ngờ ha, và giúp cho bạn có được cái những cái sự học hỏi trưởng thành hơn ừ. à, mọi người đều muốn cuộc sống này tốt đẹp hơn nhưng điều đó đòi hỏi phải có sự thay đổi ha bạn đã chọn tái sinh và có chiều không gian vật chất được gọi là trái đất này và vì có một số cơ hội ở đây ừ. ở đây thì mình thấy các bạn đang trong giai đoạn của sự biến đổi của sự tiến hóa ừ. Và hãy ngừng xem cái sự thay đổi là tốt hay xấu Bởi vì tất cả sự thay đổi đều nuôi dưỡng tâm hồn của bạn Đừng đánh đồng nó với sự thiếu kiểm soát ha Và cuộc sống nó diễn ra và nó phải xảy ra à, Bạn có thể chỉ đạo cách nó diễn ra Và luôn có những cái quyền chấp nhận Một cái thay đổi chuyển hướng con đường của các bạn Và mình thấy sự thay đổi này có giá trị tích cực cho các bạn Các bạn thay đổi từ trong ra ngoài luôn một cái sự biến đổi hoàn toàn ha, mạnh mẽ hơn nữa và trong cái sự biến đổi này mình thấy các bạn sẽ có một cái sự chấp nhận ha à, chấp nhận có sự uh, hành động như con sói đơn độc ha phải có một cái thời gian đơn độc tự mình lên kế hoạch cho cuộc sống và thực hiện nó một cách um, âm thầm lặng lẽ để bạn đạt được cái uh, điều mà bạn uh, muốn thu hút vào trong cuộc sống các bạn một số bạn có thể là bạn biết rằng mình sao mình có một cái sự cô đơn nhưng thực sự thì bạn chỉ nhận ra là như vậy thôi à, trong quá trình của bạn bạn không hề cô đơn đâu ha. bạn luôn có một cái sự hỗ trợ từ ơn trên dành cho các bạn ừ. và ở đây thì bạn cũng được khuyến khích hãy có sự tạo ra những cái mối quan hệ lành mạnh hơn ha, với chính mình hoặc với người khác à, bạn có thể học hỏi từ những kinh nghiệm bạn có thể làm quen có thể kết nối với những người tích cực để bạn có thể nâng cao cái lòng nhiệt tình cái cảm hứng dân tràn của các bạn và khi mà bạn gọi là biết đánh giá cao bản thân của mình tôn trọng cuộc sống của mình và bạn sẽ có khả năng thu hút được những cái người nuôi dưỡng tâm hồn cho bạn bạn không hề cô đơn trong cái hành trình của bạn bạn luôn có được cái sự bảo vệ cũng như có sự đồng hợp tác với thần thánh chỉ khi nào bạn kêu cầu bạn kết nối mạnh mẽ với các ngài thông qua trực giác các bạn và cái lòng tin của các bạn thì các bạn có thể cảm nhận được sự giúp đỡ sự tương trợ ha tự ân cho nhìn cho các bạn Ờ à, nếu như bạn không có một cái sự phát triển những mối quan hệ lành mạnh với bản thân bạn trước tiên thì bạn sẽ chỉ thu hút những cái mối quan hệ không lành mạnh đến với mình ha và để tạo dựng cái mối quan hệ lành mạnh và tích cực với chính mình nữa, thì bạn phải bắt đầu cảm thấy là mình xứng đáng với tình yêu và cái sự bi quan và khía cạnh vật chất có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn nếu bạn không có niềm tin mạnh mẽ rằng mình có giá trị và có ý nghĩa ha và đừng xem cái sự cô độc là điểm yếu ha chỉ là tâm hồn của bạn đang mất bảo bạn rằng đã đến lúc bạn phải thực hiện một số công việc nội tâm và đánh giá lại con đường của mình trước khi bạn bắt đầu tỏa sáng và khi mà bạn ngồi trong sự im lặng của tâm hồn thì bạn sẽ nhận ra rằng gia đình thánh linh những người thầy những người hướng dẫn đang ở bên bạn ha bạn không bao giờ một mình cả ừ. có thể trong thời gian tới bạn sẽ có sự nảy sinh những cảm giác này nhưng đây là một cái lời trấn an rằng à, bạn luôn được bao bọc bởi thần thánh ha cho nên là không hề cô đơn không hề đơn độc hành trình của bạn luôn có sự tác động luôn có sự hỗ trợ từ uh, vũ trụ thiên thần các đấng bảo hộ thiên liên để giúp cho bạn đạt được cái nguyện vọng của các bạn điều gì đã âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết ở đây mình thấy con người cũ sẽ chết đi và sẽ có sự phát triển trở thành một con người mới hoàn toàn ha mình thấy các bạn sau khi trải qua những giai đoạn mệt mỏi, thăng trầm gánh nặng áp lực gì đó, mình thấy bạn có thể trút bỏ những gánh nặng này. Vũ trụ ban cho bạn nhiều cái nguồn lực, nhiều cái nguồn tài nguyên, nhiều cái khí cụ để hỗ trợ cho bạn đạt được cái thành công mà bạn mong muốn. Bạn sẽ trở thành một người thắng lợi thành tựu trong thời gian tới ha. À, một số bạn các bạn đang gánh vác rất là nhiều những cái trọng trách, nhiều cái những nhiều cái những cái sự gọi là căng thẳng, lo âu ha, buồn phiền thì những điều đó nó sẽ kết thúc và nó sẽ có sự chuyển hóa thành niềm vui, ừ. sự chuyển hóa thành cái sự gọi là rộng ràng. Một số bạn ở đây sắp tới sẽ có những cái sự hòa hợp với chính bản thân mình, hòa hợp với mọi người, à, sẽ có những sự hợp tác, ký kết hoặc là cái sự gọi là đồng sáng tạo gì đó trong cái cuộc sống của các bạn với những người khác à, và mình thấy là à, với những sự cố gắng các bạn, các bạn sẽ có kết quả xứng đáng thành công. Ừ các bạn sẽ có khả năng là tìm được công việc phần bạn yêu thích, bạn nỗ lực chăm chỉ với nó và bạn có được những cái uh, này giống như là những cái bằng khen gì đó ha uh, hoặc là những cái uh, uh, giá trị vật vật chất tiền tài ha có sự đủ đầy trong cuộc sống các bạn đó uh, và nó không hề bị rơi rớt hoặc là nó không hề bị gọi là uh, mất mát mà bạn sẽ ngày càng tích tụ nhiều hơn nữa tài sản đến với các bạn một số bạn ở đây thì mình thấy nếu trong thời điểm này mà các bạn làm việc các bạn không nghỉ ngơi, bạn mệt mỏi quá, bạn không có cho bản thân của mình được thư giãn thì rất là dễ ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn, ảnh hưởng đến tính mạng các bạn, cho nên là các bạn hết sức cân bằng lại, uống nước nhiều hơn, ha, làm việc phải có cái thời gian đúng lúc, phải có một cái lịch trình nó cân đối, nó phù hợp cho cái sức khỏe các bạn để tránh gây ra những cái hậu quả khôn lường cho sức khỏe của chính bản thân mình, không? một số bạn thì trong thời gian tới khả năng là bạn hơi bị đau lưng nhức mỏi đó, à, các bạn nên có một cái um, uh, chế độ để chăm sóc sức khỏe như là tập thể dục hay gì đó ha để cải thiện cái vấn đề gọi là xương khớp của các bạn. Ừ. Ở đây mình thấy khả năng một số bạn sắp tới sẽ có những chuyến đi hoặc là bạn sẽ mua một chiếc xe mới khả năng là xe cũ nó có vấn đề hoặc là có những cái món đồ gì cũ của bạn nó có vấn đề nó không có còn hoạt động tốt thì có khả năng các bạn sẽ có sự cân nhắc ha các bạn có sự cố gắng nỗ lực làm việc để bạn có thể có được tiền để lo cho cái những cái mong muốn khát vọng của bản thân mình ha thậm chí những cái điều này nó giúp cho bạn có thêm động lực để bạn cố gắng làm việc ha cố gắng tìm ra cái con đường thực sự để có được một cuộc sống trọn vẹn toàn nguyện về vấn đề vật chất tiền tài đây sắp tới mình thấy các bạn sẽ tham gia những lớp học những khóa đào tạo ha hoặc là các bạn sẽ tham gia một cái cộng đồng nào đó hoặc là tham gia một cơ quan tổ chức nào đó các bạn sẽ được mọi người gọi là ưu ái giúp đỡ hỗ trợ cho các bạn và mình thấy các bạn là um, cầu nguyện hoặc là các bạn có một cái sự uh, thu hút điều bạn mong muốn thì nó sẽ đến đó. khi bạn có sự tập trung mà bạn có sự quyết tâm cao thì mình thấy những gì mà bạn muốn nó sẽ uh, luôn ở trong cuộc sống của bạn ha. chỉ đợi chờ bạn có sự gọi là gặt hái thôi um. Một vài bạn ở đây thì mình thấy khả năng là à, bạn có những vấn đề liên quan đến hồ sơ giấy tờ liên quan đến vụ kiện gì đó thì mình thấy với cái sự nhiệt thành, cố gắng và sự trung thực ngay thẳng, có trách nhiệm cũng như là à, sự hỗ trợ từ những người khác có khả năng giúp cho các bạn đạt được cái thành công đó. Ừ, thành công này là nhờ vào sự cố gắng của bạn mà còn có một cái sự nhờ vào ơn trên giúp đỡ hỗ trợ nữa. À À, và ở đây thì mình thấy lòng biết ơn là một cái kim chỉ nam để bạn có thể có được cái điều bạn mong muốn nha ừ. Và hãy bình tĩnh hơn, cân bằng hơn ừ. Một số bạn được khuyến khích hãy có một cái thái độ hài hòa với mọi người Đừng trở nên quá bốc đồng nóng nảy nên sẽ không giúp ích được gì cho cái công việc của bạn hết ừ. Mình thấy khả năng là các bạn sẽ sắp có niềm vui hoặc sắp có những chuyến đi, sắp có những cái sự hài hòa kết hợp giải quyết những mâu thuẫn hoặc là có một cái tình yêu ngọt ngào một vài bạn là mình thấy tiền bạc của bạn có sự nâng cao, sự phát triển rất là nhiều. Tuy nhiên thì phải có sự chú ý đến vấn đề sức khỏe. ha, để tranh để tránh gây ra những cái sự hối tiếc. Một số bạn nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình, người thân và cha mẹ về vấn đề sức khỏe đó. có khả năng là vấn đề về giấc ngủ hoặc là huyết áp đâu đó ha. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn có chạy xe, các bạn cũng nên có một cái sự gọi là chạy cẩn thận Hoặc nhớ đem theo giấy tờ uh, xe rồi đó ha, kỹ lưỡng một chút để uh, tránh um, vướng bắp và vấn đề pháp lý à, Hoặc là tránh bị té hay gì đó vân vân ha Nói chung là chạy xe hết sức cẩn thận, buồn ngủ thì đừng có chạy xe nha Hết sức tỉnh táo tập trung khi chạy xe nha Mình thấy có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề xe cộ ở đây có một số bạn mình thấy là có khả năng bạn nên kiểm tra lại xe cộ các bạn đó. có thể là lâu ngày mà không chạy khả năng là nó sẽ có sự gọi là um, bị uh, uh, dừng xe bất ngờ hay gì đó hoặc là săn cộ rồi đó ha à. có khả năng có một số bạn là những cái món đồ cũ sẽ không phải dùng nữa và có thể thay đổi bằng những cái món đồ mới um. và một số bạn ở đây mình thấy cẩn trọng với những cái người mới quen để tránh họ bị họ bỏ bùa hay bỏ thuốc mê lấy hết trấn lột hết của bạn nha à, thấy có những người sử dụng bùa chú hoặc là à, thuốc mê thôi miên gì đó ừ. hoặc là bạn sẽ đọc được rất là nhiều những tin tức liên quan như vấn đề này ừ. mình thấy là như vậy bạn nào có một cái ý định giảm cân các bạn sẽ lên kế hoạch chương trình giảm cân và mình thấy sẽ thành công nha à, các bạn sẽ có sự cân đó trong việc ăn uống và thực hiện giảm cân một cách nghiêm túc thì mình thấy bạn sẽ đạt được đó à. và thời điểm này các bạn có sự ký kết làm ăn hoặc là ký kết giấy tờ gì đó nhớ xem kỹ lưỡng cẩn trọng ha để tránh có những cái người gọi là làm điều gì đó ẩn giấu sau lưng mình các bạn càng cẩn trọng kỹ lưỡng thì cái phần thắng nghiêng về các bạn hoặc là có sự gọi là um, thuận lợi nghiêng về các bạn đừng để bản thân của mình bị thiệt thòi ha thấy ai đó sẽ mời gọi bạn hợp tác làm ăn kinh doanh gì đó hoặc là sắp tới các bạn sẽ có tiền để các bạn có thể làm từ thiện cho những cơ quan tổ chức à, um, có sự giúp đỡ cho cộng đồng một số bạn có khả năng được lên chức lên vị trí đào tạo nhân lực ha à, hoặc là các bạn được cử đi công tác đi học thêm tập huấn rồi đó vân vân và mình thấy những thành công của bạn là do sự cố gắng cũng như có sự họp bàn hỏi xin ý kiến hoặc lời khuyên tìm hiểu kiến thức thông tin và có sự cầu nguyện ơn trên với niềm tin tưởng mạnh mẽ Đây mình thấy có thể là một số bạn có nghe được những tin tức gì đó liên quan đến những người thân ở xa hoặc là những cái người mà bạn quen biết. Những tin tức liên quan đến sự chia ly rồi đó ha. Ừ. Ở đây mình thấy các bạn được thiên thần khuyến khích các bạn hãy có niềm tin và hy vọng bởi vì có điều gì đó tích cực và mới mẻ ở phía chân trời mà bạn chưa thể nhìn thấy ha. Những cái hạt giống mà bạn đã gieo bắt đầu nảy mầm rồi. Tuy nhiên bạn có khả năng không nhận thức được những kết quả này bởi vì nó còn ở cái giai đoạn sơ khai ha bây giờ điều quan trọng hơn bao giờ hết là bạn hãy luôn giữ cái thái độ tích cực và giữ một cái tầm nhìn rõ ràng về mong muốn ý định của các bạn và tránh những cái hoài nghi hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực uhm. mỗi hành động nhỏ mỗi ngày cũng có thể giúp cho bạn đạt được ước mơ ha và đó là điều cần thiết một số bạn sắp có những cuộc gọi những cái lá thư hoặc là những cái tài liệu liên quan đến cái công việc gì đó các bạn để giữ cho bạn có một cái mức năng lượng cao hơn ha, giúp cho bạn có sự vui vẻ phấn chấn hơn hãy luôn có những cái sự khẳng định một cách tích cực rằng bạn đã đạt được hoặc vượt qua được ước mơ của mình và quan trọng nhất là bạn hãy cầu xin sự trợ giúp của các thiên thần trong mỗi bước bạn đi một số bạn khả năng là sẽ mua mua sắm gì đó có quá đơn giấy tờ ở đây ha, có khả năng mua như mình nói mua xe mua vàng bạc đá quý gì đó vân vân Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Để xem coi chuyện gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết Và đây nhận cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Các bạn tụ hai là những người đang trong giai đoạn có rất là nhiều công việc để làm ha, nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi. một số bạn vợ gần đây là các bạn cảm thấy uh, hơi bị căng thẳng và có khả năng là rất là đau nhức mình mẩy rồi đó. ha một số bạn ở đây mình thấy khả năng là bạn đang có một cái sự dồn hết sức mình làm việc để tập trung vào tài chính. hy vọng cái nguồn tiền của bạn sẽ có sự phát triển, tăng trưởng ở đây và mình thấy các bạn cũng là một người đang nắm bắt cơ hội thời cơ gì đó đang đến với các bạn hoặc là cuộc sống của bạn đang có những khởi đầu mới những sự phát triển ừ. hoặc là bạn được trao cơ hội ở đây ha một số bạn các bạn đang có sự phân dân giữa những cái hướng đi hoặc là không biết con đường sắp tới sẽ như thế nào mọi thứ nó sẽ ra làm sao thậm chí có một vài bạn dạo gần đây các bạn bị bệnh hoặc là bạn có những vấn đề liên quan đến đôi mắt rồi đó Ừ, hoặc là các bạn cảm thấy ê ẩm mệt mỏi ha đau nhức xương khớp rồi căng thẳng rồi tê tai nhức tay, ha tê chân vân vân nói chung là dạo gần đây là sức khỏe bạn hơi đi xuống cho nên là cái việc gọi là thư giãn yêu thương bản thân của mình trân trọng sức khỏe của mình là điều uh, thiết yếu và quan trọng nhất ừ. ở đây mình thấy các bạn sắp có được những tin tức chiến thắng thành công thắng lợi gì đó hoặc sắp tới các bạn sẽ có những chuyến đi à, um, hoặc là các bạn sắp tới sẽ có một cái sự thay đổi bản thân của mình rõ ràng hơn về con đường phía trước Không có còn bị mù mờ ha Không có còn bị gọi là che khuất nữa Và các bạn biết mình muốn gì cần gì và thực hiện như thế nào ha Để có thể trọn vẹn à, Một số bạn ở đây thì mình thấy trong thời điểm này các bạn chạy xe cẩn trọng ha Thấy dạo gần đây dường như có rất là nhiều những vấn đề liên quan đến vấn đề giao thông á Cho nên các bạn hết sức kỹ lưỡng chạy xe tập trung Đừng có để bản thân bị che khuất phần à, à che khuất tầm nhìn để không là sẽ gây ra những cái biến cố gì đó mà mình không có thể kiểm soát ha một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn có tính kỷ luật hơn ha các bạn có sự gọi là dù cho mệt mỏi nhưng các bạn cũng cố gắng quyết tâm hoàn thành công việc cho xong để có thể có một cái sự gọi là mọi thứ nó diễn ra vận hành theo đúng cái tiến trình ha kiểu như vậy mà mình thấy các bạn đang có những cái sự áp ủ phát triển một cái điều gì đó mới mẻ, một cơ hội kiếm tiền, gia tăng tài chính. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn nên kiểm tra tra lại xe cộ các bạn trong thời điểm này để chạy xe không có bị dừng nửa chừng hoặc là bị hết xăng nửa chừng vân vân. Ở đây một số bạn các bạn đang có những cảm giác cảm thấy rất là cô đơn, cảm thấy lẻ loi, cảm thấy trống trải trong thời điểm này. Cảm thấy mọi việc, mọi thứ bạn đều phải gọi là tự mình giải quyết. Ở một số bạn các bạn chọn tụ 1, tụ 2 rất là nhiều ha. Wow. <laughs> Đây mình thấy có khả năng là trong thời gian tới các bạn sẽ tạo lập được cái sự hòa bình hoặc là mọi thứ mà bạn mong muốn. Nó được diễn ra một cách êm ái nhẹ nhàng ha. Hoặc là các bạn đang mong muốn là những cuộc chiến tranh gì đó trong cuộc sống của bạn nó sẽ có sự kết thúc hòa bình thì có khả năng là để bạn đạt được cái điều này. Ừ. Ở đây mình thấy có khả năng có ai đó sẽ có một cái sự đổ lỗi gì đó cho các bạn ha. Hoặc là các bạn có sự đổ lỗi cho bản thân, vân vân. Tuy nhiên thì bạn là người có cái trách nhiệm ha um, của cái sự gọi là tìm thấy sự hạnh phúc của chính mình, ừ. cho có trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình. Bạn được khuyến khích hãy có một cái sự nâng cao cái sức mạnh của mình và ngừng đổ lỗi cho bản thân của bạn. Ha. Ừ. Và đồng thời đừng đổ lỗi cho người khác về những vấn đề mà mình gặp phải. Ừ. Và cái trách nhiệm cá nhân có thể giúp cho bạn thay đổi thực thực tế của bạn. Ở đây mình thấy có những cái sự khác biệt giữa những cái lý do. Ngừng à. đổ lỗi cho bản thân hoặc bất kỳ ai hết ha. À. Hãy có một sự chấp nhận tình huống. À. Và đồng thời nhìn nhận vấn đề của mình để tìm cách giải quyết. Việc đổ lỗi hay gì đó nó không có quan trọng nữa. Mà cái giải pháp mới thật sự là quan trọng. À. À. Đổ lỗi chỉ mất thời gian hơn mà thôi. Ừ. Đây mình thấy có khả năng trong thời gian tới các bạn sẽ có được những cái phán quyết Hoặc là bạn sẽ đưa ra những cái phán quyết cuối cùng cho cái vấn đề gì đó của các bạn ở đây ừ. à, Mình thấy có khả năng là sẽ có những, những sự nhận xét, đánh giá, phán xét gì đó ha. Có thể là bạn dành cho người khác hoặc người khác dành cho các bạn Thì ở đây Thánh Linh đã trao cho bạn những công cụ của lòng trắc ẩn và sự đồng cảm để Giúp cho bạn nhìn thấy con mắt của những người à, khác với sự khác biệt hơn ha à, có thể là bạn sẽ có một cái nhìn thấu hiểu hơn và có sự đồng cảm hơn với họ chứ không còn những cái sự gọi là quá ức chế hoặc là khó chịu với những cái cặp mắt phán xét phê bình của họ ha kiểu như vậy và khi mà bạn có một cái sự hạ thấp người khác thì bạn cũng đang hạ thấp chính mình đó cho nên là một cái quy tắc vàng dành cho các bạn là hãy có đối xử với người khác như cách mà bạn muốn được đối xử ha và mọi người trong cuộc đời của bạn đều ở đây để dạy cho bạn một số điều về bản thân của bạn. Ha, hãy chấp nhận cái bài học với tình yêu và sự hiểu biết. Ừ, hãy có cái nhìn gọi là, là bao dung và rộng lượng hơn. À, đừng mất thời gian phán xét người khác và hãy nhìn nhận bản thân của mình có những khuyết khuyến khuyết yếu điểm này để mình có một cái sự thay đổi tốt hơn ừ. hoặc là các bạn có sự liên quan đến những vụ kiện những cái giấy tờ hồ sơ gì đó sẽ có những cái phán quyết cuối cùng để bạn biết được cái kết quả ha ừ và mình thấy kết quả của bạn đó là sự yên bình, sự hài hòa và có khả năng là đôi bên cũng có lợi. ở đây mình thấy một số bạn có khả năng các bạn sẽ tìm thấy được cái niềm vui, sự nhẹ nhàng trong những lúc mà bạn có sự bình yên tĩnh lặng. À. và hãy nhìn cuộc sống xung quanh của bạn và ý thức về những yếu tố nào đang gọi là um, hỗ trợ để giúp cho bạn có niềm vui hơn thì hãy tập trung vào cái điều đó ha. đừng để bản thân của mình bị những cái rối loạn, những cái phiền nhiễu bên ngoài ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển trong cái con đường mà bạn đang gọi là chinh phục bạn hãy biết rằng bạn là một người một người có tâm hồn của sự yêu thương hãy giải phóng những cái năng lượng tiêu cực ra khỏi tinh thần các bạn để tình yêu luôn có sự ngập tràn ha thì hòa bình sẽ được thiết lập ừ. Ở đây một số bạn các bạn cho rằng cuộc sống của mình cô đơn nhưng bạn không hề cô đơn ha à ơn trên ha vũ trụ thiên thần có đấng bảo hộ thiên liên luôn ở xung quanh túc trực bên bạn để có thể hỗ trợ cho bạn mang đến niềm vui niềm hạnh phúc cho các bạn khi mà các bạn đã biết nhìn nhận và phát triển bản thân của mình theo cái hướng đúng đắn. Ừ. Bạn không hề cô đơn trên hành trình của các bạn luôn có sự hướng dẫn đưa ra cho các bạn và đồng thời một số bạn cái sự cô đơn là do chính bạn tạo ra thôi chứ thực sự có rất là nhiều người muốn kết nối hoặc là bạn có thể học hỏi ở những người khác ha tìm kiếm kinh nghiệm lời khuyên từ những người xung quanh để giúp cho bạn có cái nhìn rõ hơn về những cái quyết định sắp tới. Ừ. Bạn luôn có những cái người đồng hành hỗ trợ ha. Chỉ là các bạn không muốn kết nối thôi chứ thực sự khi bạn kết nối bạn sẽ gặp được rất là nhiều những cái người chất lượng đối với các bạn. Ừ. Và trước khi bạn gặp được người chất lượng trước tiên bạn cũng phải là cái người chất lượng trước. à Bạn cũng phải là một người um, chính chắn trưởng thành hoặc là biết suy nghĩ thì bạn mới có một cái khả năng là có tiêu chuẩn để chọn đúng những đối tượng phù hợp đi trên con đường với bạn ừ. ở đây mình thấy khả năng các bạn sẽ có những cái sự kỷ luật hơn với bản thân của bạn đó ừ. à, bạn sẽ có khả năng là đặt ra được cái mục tiêu hướng đi sắp tới bạn có sự kỷ luật để bạn có thể phát triển cái mục tiêu đó ừ. và hẳn ra có thể là bạn có sự hơi bị nuông chiều bản thân thì bây giờ các bạn có sự tái thiết lập lại ha một số bạn thì đây là cái cơ hội tuyệt vời để bạn đánh giá lại các ưu tiên của bạn và thực hiện các công việc hàng ngày bằng một cái hệ thống quản lý cuộc sống mới. Thay vì trở thành một cái người thụ động tiếp nhận những cái điều đang xảy đến à, và các bạn sẽ có một cái sự chủ động hơn. Và ở đây thì cái sự sao nhãn có thể khiến cho bạn sao nhãn công việc của bạn đó hãy có một cái sự hài lòng khi bạn hoàn thành một cái nhiệm vụ nó sẽ mang lại cho bạn cảm xúc nhiều hơn là bạn trì hoãn cái công việc nào đó à. mình thấy có khả năng là các bạn sắp có những sự xác định những cái mục tiêu sắp tới bạn sẽ bắt tay vô làm vô hành động chứ bạn không có còn bỏ lơ nữa ừ. các bạn không có còn gọi là trạng thái của một cái sự bị mù mờ nữa mà có khả năng là có những cái quyết định rõ ràng hơn dứt khoát hơn được đưa ra hoặc là các bạn biết mình cần phải làm gì trong cái hành trình tiếp theo ha mọi thứ nó không có còn mù mờ à, bạn có kế hoạch rõ ràng ừ, trong cuộc sống của mình và có thể những cơ hội gia tăng tài chính đang đến với các bạn những cơ hội đang được mở rộng với các bạn tuy nhiên các bạn không biết là mình sẽ thực hiện như thế nào nhưng mà sắp tới mình thấy các bạn sẽ có cái đường hướng chỉnh chu hơn ha và thực hiện một cách nghiêm túc hơn thì bạn sẽ đạt được cái thắng lợi thành công đó điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết đây một số bạn là dạo gần đây các bạn rất là buồn ngủ mỏi mệt luôn hoặc là một số bạn trong thời gian tới là bạn sẽ ngủ rất là ngon à, à, sức khỏe của bạn được cải thiện ừ, các bạn có được cái sự gọi là nhẹ nhàng kiên trì nhẫn nại hoặc là sức khỏe của bạn nó dần dần được uh, ổn định và phát triển ừ. và mình thấy khả năng đôi lúc bạn cảm thấy um, cô đơn trống trải hoặc cảm thấy thiếu thốn thì các bạn cũng được khuyến khích là hãy có một cái sự uh, biết ơn vũ trụ nhiều hơn trong thời điểm này ha. cái sự thiếu thốn mà chỉ, sẽ chỉ toàn thu hút những sự thiếu thốn đến với bạn mà thôi ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn cần phải biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan đôi khi khả năng các bạn muốn mua sắm nhiều thứ quá thì nó gây cho bạn cái sự tổn thất về tiền bạc đó ừ ở đây mình thấy khả năng là cái vấn đề sức khỏe là vấn đề các bạn nên ưu tiên ừ. à, một số bạn ở đây thì mình thấy um, trong thời gian tới là các bạn có nhiều việc phải lo phải làm nhưng mà trước tiên là phải chú trọng bản thân của mình trước ha bạn còn thì mọi thứ vẫn còn ừ. những cái bế tắc những cái khó khăn dấp ngã các bạn mình thấy nó cũng sẽ uh, qua đi nhưng mà còn phải có thời gian ha. Và ở đây thì mình thấy các bạn cứ kiên trì nhẫn nại thì những cái sự kiên trì dung đốc cố gắng của các bạn nó sẽ có một sự phát triển thôi. Chỉ là có khả năng là các bạn nên có sự cố gắng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn à, về sức khỏe hoặc là về tinh thần hoặc là có một cái sự thiếu thốn gì đó. Ừ. và trong giai đoạn này có sự hợp tác làm ăn kinh doanh mua bán gì đó ai à, đó đưa ra cho bạn những cái à, cơ hội thì các bạn cần phải quan sát tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh bị mất tiền mất bạc ha hoặc là chạy xe cẩn trọng để tránh những vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông nào đó ha mình thấy là như vậy Nó hết sức tỉnh táo trong thời điểm này à, một số bạn vấn đề tiền bạc các bạn cần phải có sự rõ ràng để tránh bị người khác đổ lỗi biết bắt buộc mình phải đền bù gì đó ha có thể là dân có sự gọi là dân bảy ở đây ha ừ. à, có một cái sự gọi là diễn ở đây cho nên là các bạn hết sức tỉnh táo trong vấn đề liên quan đến tiền bạc hoặc là hợp tác với một ai đó À, một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn ăn uống hợp lý, ha, à, cẩn thận để tránh vấn đề gọi là tà tháo rượt trong thời điểm sắp tới Đặc biệt những bạn hay đi xe rồi đó, ha, mình thấy là như vậy ừ. Cái việc mà bạn nghỉ ngơi hợp lý ha, đúng giờ đúng giấc rồi các bạn có sự chăm sóc sức khỏe mình nhiều hơn Thì bạn có khả năng là tránh được những cái vấn đề như là thiếu sự tỉnh táo hoặc là à, có một cái sự tập trung hơn vào cái đường hướng sắp tới Không có sao nhãn Và ở đây mình thấy khả năng một số bạn có nguồn tiền đang đến với các bạn ha, tiền lương, tiền thưởng và nhận đầu tư gì đó ở đây. Và những vấn đề của bạn sau cùng nó cũng sẽ được giải quyết, bạn sẽ là cái người chiến thắng thành công ha, cho nên mà cũng đừng quá lo lắng và nghĩ ngợi. Một số bạn ở đây các bạn có người yêu thì mình thấy các bạn nên có một cái sự kỹ lưỡng hơn trong cách ứng xử giao tiếp, nói chuyện để tránh bị vấn đề như là tranh cãi mâu thuẫn và trở nên cô đơn ha, mình thấy là như vậy. vâng một số bạn cô đơn mình thấy có khả năng trong thời gian tới có ai đó đem đến tình cảm cho các bạn nhưng các bạn cần phải quan sát kỹ lưỡng để tránh cái trường hợp như là à, gặp phải những cái người lợi dụng lừa tình ha ừ. thời gian tới sẽ là thời gian khó khăn cho nên là các bạn tốt nhất là đừng có đầu tư nha à. để không thôi sẽ bị mất tiền hoặc là có những cái vấn đề gì đó bạn không có lường trước được nó diễn ra khiến cho mình không có trở um, tay kịp á. À, thì sẽ thất thoát tài chính ừ, mình thấy là như vậy các bạn nên cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể nữa ha một số bạn cẩn trọng cái vấn đề đau mắt đỏ rồi đó à. hoặc là bạn nào có chăm sóc thú cưng thì mình thấy các bạn cũng nên kỹ lưỡng ha à, để tránh những vấn đề liên quan bên bệnh tật liên quan đến thú cưng hoặc là à, bị à, bị à, trầy xước vân v, v. Mình thấy có những cơ hội đối với bạn nhưng bạn cần phải cẩn trọng để tránh đưa ra, tránh rơi vào những cơ hội đó là những cầm bẫy khiến bạn bị thất thoát mất tiền bạc. Ừ. Một số bạn trong thời gian tới là cơ thể của bạn nó có một cái sự lên dấu hiệu với bạn là nó buồn ngủ, nó mệt mỏi, nó còn nghỉ ngơi thì đừng có gồng gánh nhiều quá, hãy cho bản thân mình nghỉ ngơi để tránh những vấn đề liên quan đến sức khỏe ha rồi ngã quỵ đó ừ. à, một vài bạn ở đây thì mình thấy là mọi việc bạn làm của bạn cần phải có một cái sự kỹ luật chuẩn bị kỹ càng chứ đừng có hấp tấp ừ, thì sẽ có sự hư bột hư đường nói chung là hãy có sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân gia đình và mọi người trong cuộc sống các bạn có thể là bạn sẽ có sự phân dân giữa hai hướng đi hai con đường ha ừ, hãy chọn cái con đường nào thực sự an toàn hoặc là bạn cảm thấy được uh, thoải mái ừ. để tránh có một cái sự gọi là chọn sai đường sai lối là sẽ có một cái sự um, kỳ quệ hoặc là cô đơn gì đó ở đây hoặc bạn nào có tình yêu thì mình thấy các bạn có khả năng có hai sự lựa chọn. Các bạn nên có một sự gọi là kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn cái người thật sự đi đường dài với bạn. Cái người thật sự quan tâm bạn và có sự gọi là nâng niu giá trị của bạn ha. Đây là thời điểm mà các bạn sẽ có những phán quyết cuối cùng cho cái sự lựa chọn này ha. Thăng hoa hay là bế tắc là do bạn đó. Cho nên hãy lắng nghe trái tim của bạn và lắng nghe những cái khát vọng của các bạn trong tình yêu là gì. Nè bạn nào mà làm chủ cả rồi đó ha mình thấy các bạn cần phải kỹ lưỡng hơn kiểm tra lại kho hàng kiểm tra lại vấn đề tài chính thu chi à, để tránh cái sự mất tiền mất bạc ở đây ha à, có khả năng có ai đó làm điều gì giấu giếm mà mình không biết đó che mắt các bạn á cho nên các bạn hết sức tỉnh táo để tránh bị mất tiền các bạn có tiền vô nhưng mà nó lại không có sự động vào mà nó lại có sự tiêu tán ha mình thấy là như vậy và đôi khi có khả năng các bạn bị bệnh gì đó, đó vũ trụ cũng muốn cho bạn thấy rằng sức khỏe là hết sức quan trọng đó à, có sức khỏe bạn mới có thể thành công trong công việc cuộc sống các bạn được cho nên là vũ trụ muốn bạn hãy có sự ưu tiên sức khỏe của mình là hàng đầu bạn có thể thay đổi được cái quá trình này qua cái cách thức có một cái lối sống lành mạnh hơn à, và một số bạn có khả năng bạn sẽ tránh được những cái vấn đề bệnh tật nếu như bạn có sự kỹ lưỡng cẩn trọng và biết gọi là um, yêu thương bản thân của mình ha, cho thân của mình được nghỉ ngơi hoặc là có một cái sự phòng ngừa ha những cái vấn đề về bệnh tật ở đây. Và bạn được cái thiên thần muốn nhắn nhủ với các bạn rằng bạn xứng đáng nhận được những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống ha. Hãy vươn tới những vì sao bạn ước mơ và mong muốn của mình và đừng có một cái sự thỏa hiệp. À, trước đây thì bạn đã chấp nhận ít hơn cái mức mà bạn muốn, nhưng mà đây là thời điểm mà không còn cái điều đó đâu. Bạn ở đây để nâng cao cái tiêu chuẩn của bạn ha. À, và um, thiên thần muốn cho bạn thấy rằng bạn không cần phải chịu đựng bất cứ điều gì đó không phải là ích kỷ à, để mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn càng nhận được nhiều thì bạn càng có khả năng cho đi người khác nhiều hơn và khi bạn cho phép ơn trên trao cho, cho bạn thì bạn cũng được uh, những cái sự cung cấp các công cụ cần thiết cho một đứa sống của các bạn à, bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác và khi mà bạn uh, mang đến những cái giá trị hỗ trợ về tinh thần ha, cho họ Vũ trụ và các thiên thần muốn bạn hãy tận hưởng cái cuộc sống của mình Hạnh phúc là một phần thiên liêng trong sứ mệnh thiên liêng của bạn Bất cứ điều gì mà các ngài có thể làm để mang lại cho bạn cái niềm vui bình yên cho cuộc sống của bạn Thì các ngài sẽ uh, hỗ trợ nhiệt tình nhưng mà các bạn được khuyến khích hãy có sự cầu sinh ha? Ừ. Một số bạn ở đây thì các ngài nhận thấy bạn là một người có sự miễn cưỡng khi mà bạn cầu sinh sự giúp đỡ Có thể là bạn cảm thấy rằng mình không xứng đáng ha? Hoặc là bạn... Uh, cảm thấy rằng không có đủ niềm tin ở đây thì vũ trụ à, hãy à, muốn bạn hãy có sự biết rằng là ngài có một cái sự nguồn tài nguyên dồi dào cho tất cả mọi người ha và chỉ dành cho những người thực sự tin tưởng có lòng cậy trong và có sự phó thác và luôn cầu nguyện với ngài và đây là một cái lời nhắc nhở rằng vũ trụ các thiên thần chỉ có thể can thiệp nếu bạn yêu cầu sự giúp đỡ của các ngài còn nếu như bạn có một sự phất lờ im lặng ha à, không tin tưởng thì không có gì xảy ra cả à. các bạn nên có một cái chế độ tập thể dục thường xuyên để sức uh, khỏe mình dẻo dai hơn để tránh được bệnh tật ha ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem qua điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. ở đây mình thấy các bạn tụ ba là những người sống rất là tình cảm ha ấm áp và đầy sự yêu thương, đầy sự quan tâm đến người khác. ở đây mình thấy khả năng các bạn đang chuẩn bị cho mình những cái đường hướng sắp tới, những cơ hội để có thể thay đổi cuộc sống. một số bạn thì mình thấy khả năng là các bạn là những người khá là nổi bật ha, khá là nổi tiếng được nhiều người yêu tơ, yêu mến, được biết đến rất là nhiều. một số bạn thì có khả năng các bạn đang có những ước mơ, những cái hy vọng cháy bỏng gì đó trong cuộc sống các bạn. À, các bạn có những cái ước mơ um, mong muốn cuộc sống của bạn có sự vững chắc hoặc là mơ ước về tình yêu ha, hy vọng có một cái tình yêu ngọt ngào đầm thấm dân tràn trong cuộc sống các bạn. Bạn là một người luôn tích cực hướng về phía trước ha, luôn hy vọng sẽ có những cái biển biến chuyển tốt đẹp trong cuộc sống các bạn. À, các bạn là những người có nụ cười rất là đẹp, rất là dễ thương. Một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn thích ngắm trăng sao, các bạn rất là hòa quyện với môi trường thiên nhiên ha rất là thích ánh mặt trời luôn ừ. và dường như cuộc sống của bạn trong thời gian tới sẽ có rất là nhiều điều sáng là sáng chói ha có nhiều điều gọi là uh, ló rạng um, nó tràn đầy niềm vui sự uh, yêu đời sự phấn chấn ừ. và ở đây thì mình thấy khi mà bạn ngập tràn tình yêu thương khi bạn cảm thấy hạnh phúc thì cuộc sống của bạn nó cũng được phản ánh từ bên trong ha. phản ánh ra bên ngoài ừ và cuộc sống bạn thật sự hạnh phúc à, vui vẻ là do chính cái nội tâm của bạn ha ừ. nó phản ánh ra bên ngoài cho nên là hết sức tìm kiếm niềm vui của chính mình và tập trung vào những cái niềm vui hạnh phúc hơn là những cái nỗi buồn và những sự tiêu cực à. và có khả năng ước mơ của bạn trở thành sự thật đó hoặc là một số bạn là vận đào hoa đang kéo đến với bạn rồi đó ừ. rồi để mình xem coi ừ. điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn bạn chưa biết vào wow. như mình nói đó Vận đào hoa đang có sự gọi là chiếu mệnh bạn rồi <laughs> tình yêu gõ cửa ha. để xem mai còn có điều gì nữa không thấy đây mình số bạn các bạn đã nhìn nhận ra cái niềm đam mê của mình thật sự là gì hoặc là mình thật sự muốn gì cần gì trong cuộc sống này các bạn đang từ từ khám phá và khai thác nó thì các bạn um, sẽ tìm ra được và các bạn sẽ có sự gọi là tiến triển phát triển nó một cách rực rỡ nhưng mà các bạn được khuyến khích hãy có sự kiên nhẫn kiên trì ha và ở đây các bạn cũng có cái trải bài cái lá bài liên quan đến sự kiên nhẫn đó ừ. bạn được khuyến khích hãy có sự chấp nhận rằng mọi việc xảy ra đều theo cái trật tự thiên nhiên ừ. à, bạn sẽ có một cái sự hài lòng ha tuy nhiên mà phải tập trung vào cái điều khẳng định tích cực và luôn hành động ha và luôn có sự bền bỉ nhẫn nại trong cái quá trình luyện tập phát triển bản thân của bạn và cuộc sống của bạn đang mở ra và bạn càng rèn luyện tính kiên nhẫn thì bạn càng sẽ để cho năng lượng của vũ trụ tôn vinh thông qua bạn và mang đến những cái trải nghiệm và tình huống mà tâm hồn bạn yêu cầu à. và bạn cần phải biết rằng là mọi thứ trong vũ trụ đều có nhịp điệu và bạn càng sống kiên nhẫn thì bạn càng nhận thức rõ hơn về những cái bài học mà tâm hồn bạn đang học bạn đang trên một con đường ha có biển chỉ dẫn và nếu cho bạn đi nhanh trên con đường này, bạn sẽ bỏ lỡ những cái điều kỳ diệu và những kho báo nho nhỏ đã được đặt ở đó. ha Cho nên tính kiên nhẫn là điều cần thiết. Đây mình thấy có khả năng là các bạn sẽ có một cái sự phát triển được cái tình bạn. ha à, Và tất cả mọi người được tạo, được tạo ra từ một nguồn, nhưng có một số linh hồn có chung mối quan hệ độc nhất với bạn. À, sau khi có những cái mối quan hệ khiến bạn cảm thấy trải nghiệm những cái niềm vui sự thú vị đẹp đẽ nhưng cũng có thể là gây cho bạn có sự nản lòng và đau lòng ha. và bạn hãy biết rằng mọi người trên cái hành trình của bạn họ ở đây để dạy cho bạn điều gì đó ha. có thể là một năm hoặc là cả đời thì các bạn sẽ cùng nhau dạy từng những cái bài học và giúp cho nhau giúp cho nhau có một cái sự phát triển về sự tin tưởng tình yêu lòng trung thành và sự ngưỡng mộ ha. À, ở đây thì mình thấy các bạn sẽ có ai đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn đem đến cho bạn cái sự tin tưởng có một cái tình yêu chân thành hoặc thậm chí là một cái tình cảm à, lãng mạn kết nối với nhau à, dựa trên cái tình bạn thắng thiết ha ừ. một số bạn là từ tình bạn đi lên hoặc là một cái người bạn chi kỷ sẽ xuất hiện với bạn ở đây đồng thời mình thấy các bạn có sự gia tăng được cái trí tưởng tượng các bạn nâng cao được cái sự thiên hướng về nghệ thuật của các bạn À, các bạn có một cái sự nuôi dưỡng cái khí cảnh sáng tạo của bạn đó ừ. à, ở đây thì mình thấy mọi thứ trong cuộc sống đều bắt đầu bằng năng lượng của, của trí tưởng tượng à, và suy nghĩ của bạn nó có tác động đến cái tương lai của các bạn đó ha hãy rèn luyện tâm trí của bạn để bạn chỉ có những cái điều tích cực ha? trong suy nghĩ của mình thôi bạn sẽ thu hút được sự tích cực vào cuộc sống của bạn ừ. hãy hình dung những cái điều mà bạn mong muốn trong cuộc sống và thấm nhuận tình yêu vào những suy nghĩ đó và chúng sẽ trở thành hiện thực ha ngược lại nếu như bạn lạc vào những cái suy nghĩ tiêu cực bạn sẽ chỉ mang lại năng lượng đó cho mình mà thôi hãy tích cực và yêu thương ừ. trí tưởng tượng là cái sự sáng tạo và hãy thể hiện bản thân và để trí tưởng tượng nó hỗ trợ bạn trong cái việc buông bỏ một cái rào cản sáng tạo và biến ước mơ của bạn thành hiện thực bạn hãy nhớ rằng là bạn không làm điều này cho người khác ha đó là tâm hồn bạn đang mở rộng và hát lên cái bài hát độc đáo của riêng mình ừ. Ở đây mình thấy có khả năng các bạn sẽ tạo nên một cái thành công gì đó và cảm thấy rất là tự hào về bản thân của bạn đó. Hoặc là bạn được khuyến khích hãy có sự yêu bản thân của mình và nhìn thấy chính mình trong mọi người ha. Bạn cần dành thời gian để bạn tôn vinh và thừa nhận bạn là ai và tâm hồn bạn đã đạt được những gì trong cuộc sống cho đến nay. Bạn ừ. nên nhìn lại những cái lựa chọn trong quá khứ của mình và lưu tâm xem thông qua những hành động tích cực, những cái lòng trắc ẩn và sự hiểu biết của mình bạn đã tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người khác như thế nào. À hãy suy ngẫm về những gì mà bạn đã làm được ha ừ. bạn không nên đánh giá thấp hoặc là uh, có một cái sự gọi là so sánh bản thân của mình với người khác ừ. không nên đánh giá thấp cái thành tích của bạn bây giờ là lúc mà bạn sẽ có sự nhớ lại để bạn có thể dũng cảm uh, trong cái hành trình sắp tới ha uh. các bạn sẽ có những buổi lễ tổ chức kỷ niệm gì đó cho những cái thành công thắng lợi của các bạn đó ừ. và bạn được khuyến khích hãy chia sẻ cái ánh sáng độc đáo của mình với thế giới và đây cũng là một cái thời điểm hoàn hảo để bạn có thể nhìn xung quanh và ghi nhận những tâm hồn khác cũng đã đạt được nhiều điều vĩ đại và những người cần được nhắc nhở về điều đó ở đây thì mình thấy các bạn sẽ có một cái chiến thắng rực rỡ nào đó ha đáng để tôn vinh ừ thậm chí một số bạn sẽ trở nên nổi tiếng hơn ha, so với giai đoạn trước, ha, kiểu như vậy. Bạn cảm thấy tự hào bản thân, bởi vì bạn có sự chiến thắng bản thân của mình vượt qua những cái rào cản, những cái nỗi lo, tự ti, tiêu cực ha, để bạn đạt được cái thành tựu nào đó ở đây. Và bạn sẽ yêu, ha, hoặc là bạn đang yêu. Đó là những cái sự rung động vốn có của bạn. Ở đây thì bạn có một cái sự nhắc nhở rằng à tâm hồn bạn được tạo nên từ cái sức mạnh rung động thiên liên thuần khiết của vũ trụ và bạn cần mang theo nó ha. Bởi vì cái sự nhận thức này sẽ tác động lên mọi khía cạnh cuộc sống và con người của bạn. Tình yêu là một năng lượng chữa lành ha, mọi lo lắng và kịch tính không thể tồn tại trong cái hào quang của tình yêu. Và hầu hết à, các linh hồn đã quay lại trái đất này để học hỏi, chấp nhận và sử dụng sức mạnh hài hòa này cũng như à, để xem tác dụng của nó đối với cuộc sống của họ như thế nào đây là lúc mà bạn nhắc nhở người khác về sức mạnh quyền năng của vũ trụ và giúp cho họ hiểu biết đầy đủ rằng tình yêu là yếu tố mạnh mẽ nhất trong vũ trụ nó xây dựng củng cố và tăng cái sức mạnh ngay cả với những người lạc lối nhất khi mà chúng ta sống trong cái sức mạnh của tình yêu thì chúng ta mới biết được cái sự thật tình yêu đích thực là mối liên kết thiêng liêng giữa bạn và vũ trụ À, nó sẽ hướng dẫn bước chân của bạn vượt qua những cái xung đột của thế giới vật chất và gọi rửa trái tim của bạn khỏi những khía cạnh không mong muốn trong cái nhân cách con người. Ừ. Đây là một cái tình yêu mở rộng rồi, ha, tình yêu cuộc sống, tình yêu cộng đồng và tình yêu thương bản thân cũng như ở đây cũng là cái vấn đề liên quan đến tình yêu đôi lứa nữa đó. Ừ. Ở đây mình thấy khả năng ai đó sẽ có sự thành thật với các bạn hoặc là các bạn sẽ có sự thành thật với mọi người à, về chính bạn. Ừ ở đây thì mình thấy là bạn được khuyến khích hãy có sự thành thật và nói chuyện với chính mình ha bạn phải luôn thể hiện bản thân mình một cách chân thật với những người xung quanh chỉ bằng cách là chính mình thì bạn mới có thể thu hút được những con người và hoàn cảnh mà bạn cần học hỏi nhất và mình thấy các bạn sẽ thu hút được một cái tình yêu chân thành chân thật ha đến với các bạn đó trong thời gian tới đó thậm chí nó đang tới với các bạn rồi ha Hoặc là có một số bạn trong tình yêu Các bạn sẽ có sự gọi là Giao tiếp từ trái tim đến trái tim Để hiểu nhau hơn ha Trong mối quan hệ các bạn Từ đó cái tình yêu của các bạn nó được nâng cấp hơn Điều gì đã âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn Mà bạn chưa biết Ở đây mình thấy tài chính đang đến với các bạn á ừ. Số bạn thì mình thấy khả năng là Các bạn sẽ có được một cái nguồn tiền ha vững chắc với cái sự kiên nhẫn Cố gắng nỗ lực của các bạn một vài bạn ở đây thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ có một cái sự uh, Có những cái sự kiện nào đó, những cái buổi tiệc nào đó Ăn uh, vui vẻ với nhau ở đây, ăn mừng ở đây uh, Một số bạn sẽ có những cái buổi hẹn hò với người yêu ha uh, Đậm chất uh, lãng mạn Ngoài ra có một vài bạn thì có khả năng là các bạn uh, sẽ Có được rất là nhiều tiền <laughs> Một số bạn sẽ đi đám cưới nữa ha Bạn có rất là nhiều lá liên quan đến tiền bạc Hoặc là các bạn có tới hai lá Mười tiền ở đây. Ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn uh, nên có một cái sự tỉnh táo trong việc lựa chọn đối tượng hoặc là lựa chọn những cơ hội đến với các bạn hoặc là lựa chọn bạn bè nên có sự thanh lọc kỹ càng để tránh uh, những cái vấn đề um, tổng hại đến quyền lợi của mình. Ha. Nhưng mà mình thấy hầu như là tiền bạc tài chính đang kéo đến với các bạn rất là nhiều. Một số bạn ở đây sẽ có những cái sự hợp tác làm ăn uh, và bạn có sự cẩn thận, kỹ lưỡng, thấu đáo có được cái cơ hội đối với các bạn hoặc một số bạn sẽ uh, được người yêu cầu hôn tổ chức đám cưới ha một vài bạn có khả năng là bạn xem được những tin tức liên quan đến những cặp đôi nào đó bạn quen biết họ sẽ tổ họ sắp tổ chức đám cưới hoặc họ đang yêu nhau ừ. một số bạn thì sẽ nhận được những món quà có khả năng những món quà liên quan đến vật chất tiền tài ha ừ hoặc là bạn nam sẽ gặp được một cái đối tượng mà bạn yêu thích kiểu như là một cái người mang năng lượng nữ ngọt ngào ấm áp chân thành có thể năng là đây là cái người được giới thiệu hoặc là bạn quen nhau một cái buổi tiệc hoặc một cái cộng đồng nào đó ừ. bạn nữ thì gặp được một cái người nam có tiền có bạc có sự cố gắng nỗ lực chăm chỉ ít nói làm nhiều khôn ngoan có sự thấu đáo ha có sự biết nhìn xa trông rộng ừ. thì mình thấy cái tình yêu này có khả năng sẽ có sự phát triển dưỡng bền và ước mơ của các bạn trở thành sự thật đó ha mình thấy dường như các bạn ước mơ tiền bạc tài chính hoặc là ước mơ những cái sự xâm hợp gia đình người thân hoặc là những cái sự kết hợp hài hòa gì đó hoặc là chiến thắng gì đó được diễn ra hoặc là bạn ước mơ là người yêu của bạn sẽ có sự chân thật hơn với các bạn thì mình thấy hầu như những điều đó được đều, được đáp ứng ở đây một số bạn thì mình thấy các bạn đã uống nước nhiều có thể là bạn sẽ hơi nóng nảy hoặc là bạn bị thiếu nước cho nên các bạn cần hết sức quan tâm đến sức khỏe của các bạn và ở đây thì mình thấy là có thể là cũng có nhiều người bàn tán nói tới nói lui về vấn đề cuộc sống các bạn ví dụ như người ta nói tại sao bạn có một cuộc sống thoải mái hoặc là làm việc có tiền như vậy vân vân ha có những cái sự gọi là tìm hiểu à, tò mò nhưng mà các bạn được khuyến khích hay có sự bình lặng ha. giữ yên lặng với những người đó bạn không cần phải tiết lộ không cần khoe khoang phô trương gì hết tập trung vào niềm vui bản thân và gia đình của mình đừng để tâm đến những người À, rảnh rỗi không có sự tập trung vào bản thân họ ừ. bạn càng hạnh phúc bạn càng giàu có bạn càng thành công thì sẽ à, khiến cho người ta có sự à, khó chịu thì đó là cái điều hiển nhiên trong cuộc sống rồi cho nên là mình không cần quan tâm quá nhiều ừ. bởi vì có rất là nhiều người như vậy ừ. điều bạn quan tâm là những điều bạn nên ưu tiên ha những gì thật sự quan trọng gia đình người thân người yêu bản thân của mình là đủ rồi Đừng mất thời gian với những cái điều vụn vặt bên ngoài Nó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn Bởi vì tinh thần của bạn rất là cần thiết Để bạn có thể thu hút những điều bạn mong muốn Cho thành sự thật ừ. Một cái tinh thần vui vẻ, lạc quan, yêu đời Sẽ dễ dàng thu hút hơn uh, Những sự may mắn Còn những cái tinh thần của một sự tiêu cực, lo lắng Bất an, tự ti, rụt rè Sẽ khó mà có thể thu hút được những phước lành được ừ. một số bạn có khả năng sắp tới sẽ đi ăn hai cái đám cưới hoặc là một cái tiệc sinh nhật gì đó vân vân có thể là ăn đám tiệc khá là nhiều trong thời gian tới ha ừ. một số bạn các bạn cần phải bảo vệ đôi mắt của các bạn để tránh vấn đề về liên quan đến mắt đó à. đa mắt đỏ hay gì đó vân vân Và ở đây thì mình thấy là các bạn ăn uống kỹ lưỡng hợp lý một chút Đừng để bản thân của mình ăn quá nhiều những cái thức phẩm, những cái thực phẩm mà có quá chất độc hại nó ảnh hưởng đến gan thận các bạn nha ừ. Một số bạn ở đây mình thấy là cẩn thận cái vấn đề gọi là gan thận, đó, đặc biệt thận á các bạn có những vấn đề như bạn các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ giải quyết đi chứ các bạn đừng có sự kìm nén nên rất là dễ bị bị bệnh đó ừ. thì đó chỉ một cái lời nhắc nhở nhẹ thôi và chị và trong cái trả bài này thì mình chỉ thấy là tiền và tiền thôi <laughs> một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3. À, một số bạn ở đây mình thấy các bạn có những cái sự có niềm tin nửa vời thì bạn rất là khó gọi là biết ước mơ trở thành sự thật ha các bạn cần hết sức gọi là gia tăng cái niềm tin tưởng của mình vào những điều mà mình sẽ đạt được, ừ. bởi vì nó sẽ nằm chắc trong tầm tay của các bạn thôi, à, hoặc là một số bạn sắp tới những cái tin tức gì đó hoặc là những cái điều gì đó che giấu sẽ được bộc lộ ở đây, sẽ được sáng tỏ ha. À, có một số bạn có khả năng các bạn sẽ có một cái sự mua vàng ha, để dành mua bán vàng gì đó ở đây mình thấy là như vậy bây giờ thì bạn có thể nhờ các thiên thần giúp đỡ hãy sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn và trợ giúp của thần thánh ha bạn xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của các ngài của thiên đường ở đây thiên thần muốn nói với bạn rằng các ngài rất là vui vì các ngài được giúp đỡ các bạn ha cái ngài ở đây để có sự gọi là yêu cầu bạn hãy cởi mở với sự giúp đỡ của các ngài À, đôi khi um, các ngài thấy bạn phải vật lộn với những cái tình huống có thể uh, dễ dàng giải quyết nếu bạn cho phép các ngài giúp cho bạn uh, và các ngài chờ bạn ha cho các ngài thấy được cái tín hiệu một cái lời cầu nguyện hoặc một cái ý nghĩ về sự trợ giúp thì uh, các ngài có thể tham gia vào uh, hỗ trợ giải pháp cho các bạn À, ở đây thì bạn được khuyến khích hãy chú ý đến những cái ấn tượng mạnh mẽ và sự lặp đi lặp lại đến với bạn thông qua suy nghĩ cảm xúc và tầm nhìn ha à, chúng là những thông điệp từ vũ trụ thông qua thiên thần gửi đến cho bạn và các ngài ở đây để cho bạn gọi là um, có được cái sự hỗ trợ để bạn có thể tránh được những cái sự thất bại ở đây bạn được thiên đường hỗ trợ hoàn toàn khi bạn làm theo sự hướng, hướng dẫn thiên liên của các ngài À, và các ngài yêu cầu bạn hãy tin tưởng mạnh mẽ ừ. Và hãy nhớ rằng các ngài ở đây để giúp cho bạn so dịu tâm trí Và giúp cho bạn thành công nha Một số bạn có khả năng trong thời gian tới sẽ uống mật ong Hoặc là ai đó biếu mật ong cho các bạn Hoặc là một vài bạn có khả năng là các bạn sẽ uh, Đi ra ngoài giường cẩn trọng cái vấn đề ong chích nha <laughs> Thấy là như vậy Hoặc là sắp tới bạn sẽ cảm nhận được cái sự thịnh dưỡng đối với các bạn Các bạn sẽ thấy ong nhiều hơn nè à, hoặc là thấy nhiều con số lập ha ừ. Hay là con số lập uh, 22 nè ừ, Rất là nhiều luôn ha. Hoặc là 1010 rồi đó Các bạn có thể lên Google search những con số thiên thần này Bạn sẽ biết thêm chi tiết uh, về thông điệp Mà các ngài muốn truyền tải cho các bạn nha trời mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn